Vợ yêu này. Nào mày thấy thế nào? Vợ yêu thế nào chưa? Vợ nó đây này, lù lù ở đây này. Mày giả bố mày tiền đi. Tiền nó bao nhiêu tiền? 50 triệu. Thế bây giờ mày thích bao tiền? 50 triệu. Thật không? Mày thích tiền thì thích tiền mày như nào? 50 triệu nó xong như nào? Rồng giải tán. Mày giải tán gì đây? Nào thì tiền. Để ý ra cái gì? Ngay nhất kia. Không sợ, cứ đuổi thằng Duyên, đuổi theo chứ nhỉ? Mới biển số xe thôi. Đuổi theo nhanh lên, xe kia. Đuổi theo xe kia chị, em chặn lại xe chị, chặn lại chị. Cứ bình tĩnh kìa, chặn lại xe chị. Chính xác không, chặn luôn đầu xe. Chặn luôn đầu xe chị. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Hôm nay có cái gì về nhà nói nhá. Về nhà có mà. Con là con nào? Về nhà có gì nói. Mày nói gì tao? Mày má đi về đi đấy. Hả? Mày má đi về. Đéo phải về nhà mày. Mày bảo vợ con mày ở quê mà bây giờ mày lên mày cưới gái như này à? Hả? Bây giờ yên để cho tao hỏi nó, con đang im. Bây giờ tao đang hỏi mày, con này là con nào? Bây giờ ta đéo muốn giải thích với mày nhá. Mày giải thích gì? Mày giải thích cái cất thì mày giải thích cái gì? Tao hỏi mày nói cho tử tế, mày ngẩng mặt mày quay nhìn sao nào? Ta đang rất bình tĩnh nha. Không đi đâu mày. Ra xem nào, quay mặt ra xem nào. Mày giải thích cho tao nghe luôn, thằng kia. Giờ tao đéo có gì nói với mày cả. Mày giải thích luôn, mày về quê 3 tháng mày làm gì, mày giải thích đi. Tao làm gì kệ mẹ tao. Tao đi, tao phải nghe được mày nói, mày nói gì. Giờ tao với mày hết tình cảm rồi, đường ai đấy đi. Tao mày đăng ký kết hôn đàng hoàng, sao mày làm thế. Mày ngẩng mặt mày như thẳng mặt tao sao. Con đây là con nào? Đó là vợ tao. Con này. Đây là mẹ vợ tao. Mẹ vợ. Cháu phải cô xem. Cháu là vợ con đàng hoàng mà nó về quê 3 tháng. Bây giờ nó về lấy vợ lấy con này. Con này làm sao mày phải khóc? Mày khóc cái gì? Em ơi, là có vợ. Mày sướng lắm mà mày phải khóc. Này. Mày nói đủ chưa? Tao đấy, tao đéo được bạn, tao đéo mà đủ. Tao đang hỏi mày trả lời tao. Bây giờ mày muốn gì? Tao đi mày đánh nhau mày. Mày thích gì? Tao đéo muốn cây đồ con với mày nhá. Tao thích đánh nhau với mày. Mày sướng lắm mà mày phải khóc. Có chuyện gì đến các cháu ấy? Không có gì đâu mẹ. Mày đi xem. Coi thằng này là chồng cháu mà nó bảo nó về 3 tháng rồi nó bảo nó cưới vợ bao giờ không? Mày thử nghĩ sao có được không? Mày bị điên đấy. Điên gì mày điên? Mày rước quay đường ra, tao đéo đi không quan của mày nhá. Tao đi, tao đang thích cánh cho mày, điên gì mà điên? Đi mẹ mày già rồi, đừng để người khác phải cười. Tao đéo già già, đéo gì? Bây giờ thì mẹ mày nói như nào đây? Tao đéo muốn nói cái gì với mày nữa. Nói cái gì đây? Đây tao xem nha. Đây là chúc mừng gia yêu cái gì mà vợ yêu? Vợ yêu này. Nào mày thấy thế nào? Mày thấy mình vợ yêu thế nào chưa? Vợ nó đây này, lù lù ở đây này. Vợ yêu thế nào nữa? Địt mẹ à mày nhá. Địt mẹ mày. Mày thích tiền nhãn mày đấy nhá. Đéo mày cái gì hết với mày nữa đấy. Địt mẹ cái gì đâu có giới độ hạn giới hạn của nó rồi nhá. Tao đéo sợ mày đây, mày làm gì tao thì mày làm. Bố mày đéo làm mày gì làm mày gì cả nhá. Hết tình cảm rồi thì chia tay đi. Địt mẹ cần thì chia tay, tao sợ đéo gì. Thế đi về mẹ mày đi. Địt mẹ tao thích chửi nhau mà không về mà chia tay. Lấy xe đi. Lên xe đéo gì, mẹ tao đi theo đây. Làm gì? Mày về đi. Tao đi theo đây. Tao cứ đi theo đây, làm gì đây, làm đi. Đéo xe làm gì làm. Nào làm gì đi. Mày làm đéo gì tao, mày làm tao đéo đây, tao đéo đây, tao cứ ở đây, tao cứ ở đây đấy. Tao cứ ở đây đấy. Tao cứ ở đây đấy. Tao cứ ở đây làm gì làm đi. Làm gì làm đi. Đi đâu? Làm gì làm đi. Quay lại. Mày thôi. Quay lại xuống luôn, quay lại luôn. Mày đi thôi. Quay lại luôn. Làm gì làm. Để phải của mày. Cái sao ngồi xuống đây để quay lại luôn. Mày làm đéo gì tao mày làm. Cô đừng im đấy, không lên xe nữa. Đi rồi. Mày làm gì mày làm. Mày quay lại đây. Quay lại luôn. Mày quay lại đây, mày nói chuyện. Quay lại đây luôn, nói chuyện đàng hoàng. Con kia mày ra ngoài. Cho nó ra ngoài, đi xuống ra ngoài. Đi. Cái con kia ra đây. Cưới xịt cưới. Con kia đứng đây, cưới xịt cưới. Mẹ mày. Mày yêu thằng đâu chưa? Mày còn khóc cái gì nó sướng lắm mà khóc. Chứ xịt cưới lắm mày đéo tìm hiểu à? Hả? Mày làm gì mà mày tìm hiểu chứ? Mày cần gì? Mày giờ tao van xin mày đấy. Tao đéo cần van xin nổi, van xin nào hết. Bố mày lạy mày bố đấy. Bố cái đéo gì tao thì mày thích chiến tranh với mày đây làm gì lắm. Mày à dám lừa dối à? Mày ở nhà. Mày thích làm gì? Mày bảo mày về 3 tháng bây giờ mày đây. Con này mày thấy chưa? Chưa cái đéo gì mà chưa mày ôm tác phẩm đi. Mày chưa mày tự ôm đi. Con thằng này này về với tao. Bố mày đéo về. Đi mày phải về với tao. Bố mày đéo về, con chết bố mày đéo về với mày nha. Tao luôn. Con đừng im đây. Lấy xe đi. Chết con mẹ bà này đấy. Không lên gì hết. Mẹ à, không cho lên xe.
không cho lên xe, kéo ra luôn, không cho lên xe. Mày cứ ngồi đây mày giải thích đã, ngồi đây nói mày chuyện, mày kéo luôn không cho ra đây. Béo có đi đâu em? Mày ngẩng mặt con này kia, quay mặt con này cái nào? Quay luôn mặt cái này con này cái nào? Quay hết đây tất cả, quay mặt này. Sinh sẵn như thế mới làm vào hai bao giờ không? Mày giải thích luôn cho tao nghe. Đéo có gì giải thích cả nha. Mày đúng luôn đây. Bố mày hết tình cảm với mày rồi nha. Tao đéo biết tình cảm hay không nhưng mà mày giải thích cho tao nghe. Đấy, mày đi mẹ mày bao cho người xem đừng xem mày xấu hổ. Xem dân làng xem bét đi. Đi mẹ mày già rồi. Tao đéo biết cho dân làng. Thích làm tập cái điện thoại à? Mẹ già rồi sao đi mẹ sao mày cưới chị ấy sao bắt đầu bây giờ mày đi mày bỏ đi mẹ mày bỏ chị ấy bắt đầu 3 tháng rồi mày đi vào. Mày cái lúc mà mày cưới tao mày cũng khéo như bây giờ. Cái lúc nó cưới tao nó cũng khéo như này thế nó nói mày như cái gì? Nó nói mày như cái gì? Rồi. Hả? Nó nói mày như nào? Mày mà cưới nó thì 5 năm sau nó cũng cưới con khác như tao bây giờ luôn. Mày giả bố mày tiền đi. Tiền nó bao nhiêu tiền? 50 triệu. Thế bây giờ mày thích bao tiền? 50 triệu. Thật không? Mày thích tiền mày như nào? 50 triệu nó xong như nào? Xong giải tán. Mày giải tán gì đây? Lao thì tiền, nào thì tiền. Lao mà có thích gì nữa? Lao mà có thích gì nữa? Mày còn thích gì nữa? Mày hết tình cảm rồi nha. Bố mày đéo có thích mày rồi. Mẹ mày tên là ngoài đường thôi nha. Mà về nhà nha, bố mày chết mày luôn đấy. Ở đâu tao đéo sợ? Ở đâu tao đéo sợ? Sao mày lừa dối chị tao hả? Đi bạn lúc mày yêu sao mày lừa ở dối tao? Ở đâu tao đéo sợ? Bây giờ mày giải thích cho con kia. Đứng đi mày đi đây. Sao con này mày ngu đấy? Bây giờ đi mẹ mày chị đâu con bây giờ thằng ấy nó có vợ con này bây giờ mẹ mày nhảy vào làm gì? Mày biết con nó lù lù ra mày đi mày cưới nó. Mày biết tao theo dõi nó như ngày không? Để mẹ tối về nói chuyện. Thằng vẳng mày thích cái tao cho nó vào mày luôn. Mày cứ đi về đi. Tối tao về nói chuyện với mày nhá. Tao béo sợ mày luôn. Đi. Mày cứ về đi. Thì tối về mẹ tao nói chuyện. Cầm tiền luôn. Bố mày đéo có. Đòi tiền sao mày không cầm tiền đi? Hả? Quay lại cầm tiền đi. Sao mày đòi tiền tao không cầm tiền đi? Mày có đi làm gì? Thằng kia, ra giải thích xong mới đi. Đi ra giải thích hết xong mới đi. Ok, đi bé nó chạy nha. Chị đây mẹ. Ok, hai đứa ôm nhau chạy. Ôi nó chạy mất rồi kìa.